Thánh Gióng, vị anh hùng huyền thoại của người Việt cổ. Trong sử sách còn được gọi là Phù Đổng Thiên Vương. Tương truyền, Thánh được sinh ra trên đất Phù Đổng sau cuộc giao hòa kỳ bí giữa một người phụ nữ làm gióng và vết chân khổng lồ của thần Mưa Rông. Lên 3 tuổi, trong nước có giặc, cậu bé làng gióng vươn mình thành vị thần tướng khổng lồ cầm quân đánh giặc. Giặc tan, thần tướng cưỡi ngựa về núi Sóc rồi bay lên trời. Tưởng nhớ đến công ơn của Ngài, Hùng Vương phong Ngài là Phù Đổng Thiên Vương, xây dựng ngôi miếu thờ Ngài tại làng Sóng và cấp cho trăm mẫu ruộng làm lễ điền để mở hội hàng năm. Truyền thuyết hư ảo, nhưng hình tượng kỳ vĩ của vị anh hùng huyền thoại vẫn được người Việt thờ phụng như một vị thánh có thực trong lịch sử hàng ngàn năm nay và trở thành vị thánh bất tử trong tứ bất tử của người Việt. Thánh Gióng được thờ phụng ở các làng xã thuộc thành phố Hà Nội hiện nay. Hàng năm, khi mùa xuân đến, trên vùng đất cổ Trung Châu, dân chúng nhiều làng giữ tục mở hội tưởng niệm vị thánh bất tử của dân tộc. Song độc đáo và có quy mô lớn nhất là lễ hội gióng tại làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm, diễn lại chiến công của Thánh Gióng khi đánh trận từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 4 âm lịch. Hội gióng là một hội trận độc đáo mà ở đó không có gươm đao. Tất cả được tái hiện bằng một hệ thống nghi thức mang tính biểu tượng đã được chuẩn hóa mà cư dân muốn gửi vào đó những triết lý sâu xa. Hội gióng đã được các nhà nho ghi chép trong nhiều cuốn sách chữ Hán. Chứng kiến lễ hội Phù Đổng năm 1893 trong cuốn Một ngày hội tôn giáo của người An Nam, Dimitri, một học giả người Pháp, đã tự vấn rằng: Hội gióng là một cảnh tượng hấp dẫn nhất mà tôi xem được ở Bắc Kỳ. Ở châu Âu cổ kính của chúng ta, thử hỏi dân tộc nào lại hãnh diện là còn được tiến hành kỷ niệm một sự kiện anh hùng của lịch sử mình đã xảy ra từ 3.000 năm trước. Chắc hẳn thế,
Chưa bao giờ buổi lễ của Giáo hoàng La Mã lại được tiến hành trước một đám người dự lễ chân thành hơn và với những người hành lễ có ý thức hơn về sự cao quý trong chức trách của mình, về sự thần thánh của hành vi đang được thực hiện. Những trích đoạn phim do một nhà quay phim người Pháp mà hiện nay còn chưa rõ quay trước năm 1945 lưu trữ tại Pháp cho thấy hội gióng ở Phù Đồng đã cuốn hút được nhiều người. Đối với người Phù Đồng, diễn sướng không phải là trò vui thế tục. Nó là nghi lễ thiêng liêng đã được tiền nhân ghi chép tỉ mỉ trong cuốn sách cất giữ cẩn trọng tại đền. Hàng năm, trước khi mở hội, vị đại diện của cộng đồng phải ra đền làm lễ xin nhận sách về chuẩn bị. Chủ thể diễn sướng là những nông dân sinh sống trong các làng Việt cổ, ven đôi bờ sông Đuống. Năm nay đạt kết quả tốt, hàng tổng là hôm nay là tổ chức họp để làng ta tổ chức kéo hội. Các nhân vật chính trong diễn sướng được tuyển chọn rất nghiêm ngặt về độ tuổi, đạo đức và gia cảnh. Cô bé này mới 11 tuổi, vinh dự được cộng đồng chọn làm một trong 28 cô tướng đóng vai làm phe địch. Trước ngày khai hội một tháng, các cô tướng phải học mọi nghi lễ và cử chỉ của vai diễn. Trong lễ hội cộng đồng còn chọn ra những thanh niên đủ tiêu chuẩn đóng vai thần tướng trong đội quân thánh gióng. Để trở thành thần tướng, họ phải làm lễ tại đền và sống theo yêu cầu kiêng kỵ. Cho tới khi kết thúc vai trò của mình, từ trước khi được lựa chọn, họ đã là người của thánh, sống trong nghi lễ, cách biệt với mọi người xung quanh. Mọi sinh hoạt, luyện tập của các ông hiệu đều có những hậu cần bám sát phục vụ. Hôm nay đền khai hội. Tham gia đội quân thánh gióng còn có phường hát Ải Lao đến từ làng Hội Xá. Phường hát có những nhân vật gợi nhớ trẻ mục đồng theo thánh gióng đánh giặc trong huyền thoại. Họ vừa là quân tiên phong,
vừa giữ vai trò dẫn chuyện, hát kể về chiến công của thánh. Là lễ rước nước do chính các tướng sĩ trong đội quân thánh gióng thực hiện với hàm ý lấy nước thiêng từ đền mẫu về tắm vũ khí. Yeah!
Lễ đánh cờ, còn gọi là hội trận, là hoạt động trung tâm của hội đền, diễn ra dưới hình thức đại diễn sướng. Từ sáng ngày chính hội, các tướng giặc đã kéo quân đến đống đàn, nơi sẽ diễn ra trận đánh. Nghe trống cấp báo có giặc, các tướng lĩnh lập tức vào đền nhận vũ khí, rồi gấp rút hành quân ra chiến trường.